Kinh văn Thử danh bạt quỷ, niên lão thành ma, não loạn thị nhân, yểm túc tâm sanh, khứ bì nhân thả, đệ tử giữ sư, câu hãm vương nạn. Việt dịch, đây là loại bạt quỷ, tuổi già thành ma, quấy rối người tu hành, đến khi nó đã nhàm chán liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào, khi ấy cả thầy và trò đều xa vào lưới pháp luật. Giảng, đây là loại bạt quỷ tuổi già thành ma, bất kỳ nơi đâu mà loại bạt quỷ này đến, nơi đó không có mưa hạn hán kéo dài ít nhất 6 tháng và có khi kéo dài đến 1, 2 hoặc 5 năm. Thế loại ma này đến nơi nào, nơi đó sẽ không có mưa. Khi còn trẻ nhỏ nó được gọi là ma, khi đã nhiều tuổi nó càng trở nên độc ác, đều giả nên nó biến thành quỷ. Có câu ngạn ngữ của cổ nhân như sau: lão nhi bất tử thị vi tặc nghĩa là già mà không chết là kẻ tinh quái lại càng tinh quái hơn đối với loài quỷ nếu ma già mà không chết nó trở thành quỷ nó quấy rối người tu hành đến khi đã nhàm chán sau khi nó chơi trò lừa bịp một thời gian dài ma trở nên chán việc ấy không có gì thú vị nữa liền rời khỏi thân người mà nó đã gá vào khi ấy cả thầy và trò đều rơi vào lưới pháp luật cả hai đều bị bắt và bị bỏ tù có thể bị xử tử hình hoặc án tù chung thân đời sống như thể đang ở địa ngục kinh văn những đương tiên giác bất nhập luân hồi mê hoặc bất chi đạ vô gián ngục việc dịch các ông nên biết trước thì khỏi bị luân hồi nếu ông mê lầm không biết sẽ rơi vào địa ngục vô gián giảng các ông nên biết trước thì khỏi bị luân hồi trong vòng của ma vương không bị làm quyến thuộc của ma vương nếu ông mê lầm không biết nếu ông không nhận ra những việc làm của ma vương thì ông sẽ theo ma vương rơi vào địa ngục vô gián